gia đình ông Nguyễn Văn Trọng đã định cư ở đây 15 năm. Trong chừng ấy thời gian, gia đình ông phải đi tạm trên đất của người khác. Nay chủ đất không cho đi nữa vì muốn lấy lại để xây nhà. Khoảng 4-5 năm nay là chúng tôi, những người dân hơn 20 hộ đây là kiến nghị với chính quyền địa phương, nhất ủy ban dân thành phố, ủy ban dân tỉnh, chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần, sau đấy đâu nó vào đấy. Cho nên là cái kiến nghị của người dân chúng tôi là rất bức xúc. Theo tìm hiểu của phóng viên, đã 21 năm nay, 28 hộ dân tại tổ 10, khu phố 3, phường 2, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên phải mở đường tạm trên hai lô đất đã có chủ. Thời gian gần đây, một trong hai chủ đất đã rào chắn chuẩn bị xây dựng, khiến 10 hộ dân không có đường vào nhà. Chính quyền địa phương chưa mở đường, họ đành phải năn nỉ chủ đất hoãn việc xây dựng để cho họ tiếp tục đi nhờ trong khi chờ mở đường. Lối đi hiện tại đang mượn của bà chị cái bên đó. Lúc mà đang xây thì chị đang rào, cho nên phải hồi xin ý kiến chị tạo điều kiện giải quyết mở cho thông đi. Nhưng mà giờ cũng đang lo, có khi cái việc mở đường này nó chậm ấy, thì chị có hết chị lại rào nữa. Tỉnh Phú Yên đã giao cho thành phố Tuy Hòa sớm giải quyết lối đi cho các hộ dân. Vấn đề khó khăn nhất lâu nay là mặt bằng và kinh phí bồi thường. Nhưng khi thành phố Tuy Hòa và một hộ dân bị giải tỏa để lấy đất làm đường đã đạt được thỏa thuận với nhau, thì Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên lại không đồng ý phương án giao đất tái định cư cho hộ dân này. Vướng mắc này khiến địa phương không có mặt bằng để triển khai thi công. Hiện nay thì thành phố cũng đã có cái đề xuất với tỉnh để cho ý kiến đối với việc giải tỏa và bố trí tái định cư của một trường hợp hộ dân này để thực hiện cái đầu tư cái lối đi cho công dân, đảm bảo cái điều kiện về an toàn và thông thoáng. Quy hoạch khu dân cư nhưng không có đường đi. Trách nhiệm này được xác định thuộc về các cơ quan tham mưu cấp tỉnh khi tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên. Nhưng các cơ quan này lại chậm trễ trong tìm phương án giải quyết. Vậy là bức xúc về nhu cầu chính đáng của người dân kéo dài hàng chục năm trời.